Vâng xin được chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dương Ngọc Đài TV của mình hôm nay. Xin được kính chúc quý vị và các bạn luôn luôn có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Và đừng quên ủng hộ cho kênh YouTube của mình bằng cách like video và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ giúp mình. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và trong video này thôi tiếp tục thông tin về câu chuyện của Linh Lan. Thì mới đây Linh Lan vừa chia sẻ trên mạng xã hội rằng cái câu chuyện mà cô bị lừa mất 100 triệu trong cái thời điểm mà Văn Quang Long mất thì có một người nào đó đã mạo danh hàng thái tấu và bảo cô phải chuyển 100 triệu vào tài khoản của họ thì sau đó người này lại à, biến mất. Đối với bạn thì à, à, gần đây các youtuber lại à, lợi dụng cái sự việc này và đã xuyên tạc nói xấu cho rằng là Linh Lan đã dựng lên cái câu chuyện 100 triệu đồng bị mất này để mà cố tình giác mũi tạo lòng thương hại trong dư luận thì à, Linh Lan cũng đã nhờ đến cơ quan chức năng vào cuộc điều tra thì à, những người mà nói xấu À, những người mà xuyên tạc, à, nói xấu người khác trên nhà nền tảng, mạng xã hội, Youtube Thì à, cũng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, à, theo luật an ninh mạng của nước ta Quý vị và các bạn thân mến, thì câu chuyện à, Linh Lan bị mất 100 triệu đồng Đã được các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra và đang truy tìm người mà à, đứng sau cái à, vụ việc này thì à, Nhưng mà các Youtuber lại gần đây lại cho rằng cái sự việc này là do Linh Lan thử dựng lên một câu chuyện Để à, nhằm à, kêu gọi sự à, quan tâm giúp đỡ của người khác À, Linh Lan cho rằng thì những cái youtuber này đã đặt điều nói xấu và vu khống cô à, tạo áp lực lên nhà tinh thần gây khủng hoảng tinh thần và đặc biệt là hạ nhân phẩm nhân phẩm uy tín danh dự của cô à, trên mạng xã hội thì những cái hành động của những kẻ xấu này sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Linh Lan cũng đã nhờ đến cơ quan chức năng sẽ vào cuộc can thiệp để, để truy tố à, nhằm lái lại công bằng cho Linh Lan và cũng như là đưa những cái người mà nói xấu cô ra trước pháp luật để phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những cái hành vi lời nói của mình à, trên mạng xã hội à, để à, và lái lại công bằng cho Linh Lan. Quý vị các bạn thân mến thì ở đây Linh Lan đã chia sẻ như vậy, mình xin chia sẻ các bài viết của Linh Lan đến quý vị các bạn và cùng phân tích, cùng suy ngẫm về cái vụ việc này nha. À, đây là toàn bộ những chia sẻ của Linh Lan Mời quý vị và các bạn cùng chú theo dõi. Kính thưa mọi người, trong những ngày vừa qua xuất hiện những thông tin sai sự thật về câu chuyện 100 triệu mà Linh Lan bị lừa trước đây. À, điển hình bắt đầu từ hai kênh YouTube NDC của Phan Phong và kênh ACBR của Quốc Phi. Hắn ta cố tình môi bới câu chuyện riêng tư của tôi theo hướng sai lệch với mục đích là trà đạp nhân phẩm của tôi cũng như những người thân trong gia đình tôi. Tất cả những hành động cố tình của hắn ta làm chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hắn đã coi thường pháp luật và coi thường cả mạng sống của hai mẹ con tôi khi tra tấn tinh thần tôi bằng nhiều câu chuyện bị đặt. Riêng bản thân Linh Lan cũng xin khẳng định với mọi người là tôi chưa bao giờ theo dây câu chuyện bị lừa 100 triệu và cũng chưa bao giờ làm bất cứ điều gì trái với lương tâm hoặc vi phạm đến pháp luật. Tôi đã báo công an về việc 100 triệu ngay sau khi bị lừa và tôi vẫn đang chờ đợi kết quả. Vậy mà hai kênh youtube kia lại nói rằng đã tìm ra thủ phạm và còn cố tình nói tôi thông đồng với thủ phạm. Nếu các anh đã tìm ra thủ phạm thì tôi phiền các anh giúp tôi đưa thủ phạm ra ánh sáng và hỗ trợ cho công an làm sáng tỏ mọi việc. Linh Lan vẫn tự hào ngẩng cao đầu bước đi trong sự yêu thương của mọi người khắp nơi dành cho mẹ con Linh Lan. Xin cảm ơn tất cả những người luôn sát cánh bên cạnh tôi để động viên và an ủi tôi. Nếu không có tình yêu thương và tiếng nói công tâm từ mọi người thì mẹ con tôi không biết có vượt qua nổi những sự vu khống bị đặt này không. Hôm nay lại một lần nữa tôi phải viết lời cảnh cáo này gửi tới Phan Phong và Quốc Phi và muốn nói rằng nếu như Phan Phong và Quốc Phi không dừng lại những câu chuyện vu khống bị đặt về tôi, vẫn cố tình dồn tôi vào bước đường cùng thì nếu như có bất cứ chuyện gì xảy ra cho bản thân tôi thì xin pháp luật hãy truy cứu thủ phạm đầu tiên dẫn dắt dư luận để hại tôi chính là Phan Phong Quốc Phi từ đó sẽ biết được thật manh mối ai là những người đứng sau để theo dõi tất cả những câu chuyện từ trước đến giờ tôi đã trình báo lên công an thành phố Hồ Chí Minh về việc tôi bị mất 100 triệu và hôm nay tôi viết những gì trên đây sẽ là bằng chứng tố cáo sự nhẫn tâm của Phan Phong và Quốc Phi, đồng bọn của hắn và kẻ chủ mưu trong tất cả các câu chuyện muốn giàu mẹ con tôi tới bước đường cùng. Đó là những chia sẻ từ phía Lên Lan thưa quý vị và các bạn thân mến thì như Linh Lan chia sẻ thì hai kênh YouTube này cũng đã đặt điều vô khống và nói xấu Linh Lan cho rằng là Linh Lan đã thông đồng với những người khác và dần lên câu chuyện mình bị lừa để nhằm là kêu gọi sự thương hại cũng như thu hút sự chú ý của dư luận đó là những cái lời nói mà từ phía của các YouTuber này thưa quý vị và các bạn thân mến thì những người mà không có nắm rõ được sự việc và cố tình bôi nhọ nói xấu người khác trên mạng thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và những youtuber này không nắm rõ được câu chuyện đầu đuôi như thế nào cũng không có căn cứ nào để nói như vậy và đã lên mạng nói xấu, đặt điều vu khống, linh à, lan như thế và à, cơ quan chức năng cũng sẽ phải vào cuộc điều tra để mà à, xử lý rõ những cái hành vi nói xấu người khác trên mạng xã hội theo luật an ninh mạng thì à, tất cả những người này phải bị xử lý theo à, pháp luật Thưa quý vị và các bạn thân mến thì câu chuyện mà Linh Lan bị lừa mất 100 triệu xảy ra vào cái thời điểm mà Văn Quang Long mất Thì theo như Linh Lan chia sẻ thì lúc đó thì cô đang nhắn tin với hàng Thái Tố Thì đột nhiên hàng Thái Tú không còn nhắn tin nữa Và có một cái thông tin rằng là yêu cầu chuyển số tiền 100 triệu đồng Thì Linh Lan cứ ngỡ rằng đó là hàng Thái Tố bảo chuyển 100 triệu đồng Để sử dụng số tiền này mà đưa Văn Quang Long về Việt Nam Nên lúc đó thì Linh Lan nhanh chóng chuyển số tiền và sau đó thì cô biết mình bị lừa và đã báo cáo lên cơ quan chức năng thì hiện giờ thì cơ quan chức năng đang tích cực điều tra và làm rõ những cái người mà đứng sau vụ việc này quý vị bạn thân mến thì không có bằng chứng nào mà chứng tỏ rằng là linh lan đã dàn dựng nên cái câu chuyện này nếu như có dàn dựng thì phía cơ quan chức năng sẽ là người lên tiếng đầu tiên chứ không có thể là một hai youtuber như thế này đứng lên nói bèo réo nói xấu thì thực sự động cơ của những kẻ này là gì nhằm mà nói xấu hại tín danh dự của Linh Lan cũng như là vì cái thủ đoạn vì cái mục đích gì đó phía sau thì chỉ có những người này mới biết được. Quý vị của bạn phải thật là sáng suốt để mà suy ngẫm sự việc để cùng đưa ra những ý kiến của mình tránh bị dắt mũi theo ý kiến cá nhân của một ai đó về cái sự việc. Thưa quý vị các bạn thân mến quý vị các bạn hãy để lại bình luận ở phía bên dưới video để nêu lên quan điểm cá nhân của mình về sự việc này để mọi người cùng bàn luận và đưa ra ý kiến à, chung nhất về cái sự việc để mọi người được sáng tỏ Thưa quý vị và các bạn thân mến, à, mình xin tạm dừng video tại đây và mình sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về câu chuyện trên kênh youtube dương ngọc đai tv của mình xin được kính chúc quý vị và các bạn luôn luôn có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sau